Thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, do ảnh hưởng của tình trạng nắng nóng gay gắt diện rộng và kéo dài đã làm sản lượng điện tiêu thụ tại các tỉnh, thành phố ở phía Nam tiếp tục tăng cao. Trong 2 tuần đầu của tháng 3, sản lượng điện tiêu thụ ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh lên tới 82 triệu kWh trên ngày, tăng vượt hơn sản lượng bình quân năm ngoái là 74,5 triệu kWh trên ngày. Còn tại 21 tỉnh, thành phía Nam, từ đầu năm 2024 đến nay ước sản lượng điện tiêu thụ của toàn hệ thống là 19,25 tỷ kWh, tăng 12,87% so cùng kỳ năm 2023. Nhân kỷ niệm Ngày Khí tượng Thế giới, ngày 23 tháng 3, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, mùa hè và mùa khô năm nay có thể xuất hiện nhiều đợt nắng nóng hơn và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Tại khu vực Tây Bắc Bộ, nắng nóng từ tháng 4 đến 7, cao điểm là tháng 5 và 6. Đông Bắc Bộ nắng nóng từ tháng 5 đến 8, cao điểm là tháng 6 và 7. Miền Trung nắng nóng từ tháng 4 đến 8, cao điểm là tháng 6 và 7. Nam Bộ nắng nóng từ tháng 2 đến 5, cao điểm là tháng 3 và 4. Nhiệt độ cao nhất trong mùa nắng nóng năm nay ở miền Đông Nam Bộ có thể lên tới 39 đến 40 độ C.